Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Kiến thức vui về cơ thể con người. Nước mắt, những điều đã biết và chưa biết. Thú vật cũng có nước mắt, nhưng khóc dường như là đặc quyền chỉ loài người mới có. Và cả khi bạn không hề khóc, nước mắt vẫn liên tục được tiết ra. Từ nước mắt trẻ thơ đến nước mắt người giàu. Có ai sinh ra mà không cất tiếng khóc chào đời? Có đứa bé nào không khóc khi đòi bú mẹ? Khi khóc, thấy mắt bé ương ướt. Có khi được vú mẹ rồi vẫn còn thổn thức. Khóe mắt ứ ra vài giọt nước trong vắt. Bé nín khóc, mẹ yên lòng. Càng yên lòng hơn vì bé khóc có nước mắt. Bởi trẻ sinh ra mà mắt ráo hoảnh, không có nước mắt là chuyện bất thường. Trẻ lớn lên, biết thêm được nhiều điều, nước mắt lại có dịp chảy ra khi bị đòn, té đau, sợ hãi, khi điều đòi hỏi không được thỏa mãn, thậm chí có lúc khóc nhè, dai dẳng, chẳng do cớ sự gì. Người lớn chúng ta cũng khóc, có cái khóc vị kỷ gần với bản năng sinh tồn của cá nhân, cũng có cái khóc vị tha hơn, khi khóc vì người khác, vui khóc, buồn khóc, sướng khóc, khổ khóc, biệt ly khóc, hội ngộ khóc, gần chết cũng khóc, thoát chết cũng khóc, người nghèo khổ khóc đã đành, ngay cả người giàu cũng khóc. Nhưng dù do nguyên nhân gì, và người khóc là ai, thì nước mắt vẫn chảy ra như một phương thuốc thần diệu, làm vơi đi những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Nhưng đâu chỉ dành để khóc, thật vậy, cả lúc bình thường không khóc, vẫn có một ít nước mắt được tiết ra để trán ướt hai tròng mắt của bạn. Nước mắt được tiết ra từ tuyến lệ, mỗi bên mắt có một tuyến, nằm ở phía trên ngoài của tròng mắt. Mỗi tuyến lệ có từ 6 đến 12 ống tuyến nhỏ, dẫn nước mắt chảy ra và tích tụ bên dưới mí mắt trên. Khi bạn nháy mắt, mí trên chuyển động lên xuống, sẽ trán đều lượng nước mắt này lên cả bề mặt tròng mắt của bạn. Nước mắt có chứa một ít chất nhầy, muối, tạo nên vị mặn mặn của nước mắt. Các kháng thể và lysozyme, một chất có tính sát khuẩn, giúp làm sạch mắt. Nhờ nước mắt mà tròng mắt của bạn luôn được giữ ẩm ướt và trơn láng. Sự tiết nước mắt tăng lên khi mắt bị viêm nhiễm, bị kích thích bởi khói, bụi, hơi hóa chất hoặc côn trùng nhỏ bay vào mắt. Mục đích là nhằm rửa sạch mắt, ngăn bớt các kích thích gây tác hại cho mắt. Dĩ nhiên, nước mắt cũng được tiết nhiều khi khóc, nhưng đó lại là chuyện khác. Nước mắt chảy đi đâu? Bình thường nước mắt sẽ chảy vào bao tử của bạn. Bạn ngạc nhiên lắm sao? Nhưng sự thật là vậy. Động tác nháy mắt vừa giúp trán đều nước mắt lên tròng mắt, lại vừa có tác dụng thu gom nước mắt vào khóe trong của mắt. Tại đây, nước mắt sẽ được thoát đi qua hai lỗ nhỏ. Một lỗ ở đầu bờ mi trên, lỗ kia ở đầu bờ mi dưới, hai lỗ này dẫn vào hai ống lệ. Nước mắt theo đó đi tiếp vào túi lệ, nằm ở phía trong mắt, cạnh bên sống mũi, sau đó từ núi lệ. Nước mắt được dẫn thẳng theo ống lệ, xuống ngách mũi dưới của hốc mũi. Đến đây, nước mắt hòa lẫn với dịch nhầy mũi, đi ra sau, xuống họng và được bạn nuốt vào bao tử. Bình thường là vậy, chỉ khi khóc hoặc khi mắt bị kích thích, nước mắt tiết ra nhiều, thoát không kịp. Ra hai ống lệ mới chảy thành giọt xuống má. Cũng vì có đường thông giữa mắt và mũi, mà khi bạn khóc, nước mắt chảy nhiều xuống mũi, làm mũi bạn cũng sụt sùi theo. Và khi mũi bị viêm, do cúm, sởi chẳng hạn, mắt cũng dễ bị viêm theo. Chảy nước mắt sống là sao? Đôi khi không khóc, cũng chẳng do mắt bị kích thích, nhưng nước mắt vẫn tự động trào ra, thành giọt mà ta hay gọi là chảy nước mắt sống. Tình trạng này thường xảy ra ở trẻ nhỏ và người già, chỉ bị ở một bên mắt. Nguyên nhân là do có sự tắc nghẽn ở một chỗ nào đó trên đường dẫn, từ mắt xuống mũi. Thường gặp là tắc ống lệ mũi, viêm túi lệ hay hẹp túi lệ bẩm sinh. Điều này khiến nước mắt không dẫn xuống mũi được, nên trào ra ngoài khóe mắt.
một trường hợp chảy nước mắt sống đặc biệt mà y học gọi là hội chứng nước mắt cá sấu. Ở đây không có ý nói về loại nước mắt giả dối, mà vẫn là nước mắt thật. Trong trường hợp này, không bị tắc đường dẫn lệ, nhưng có một sự phân phối bất thường, khiến những sợi thần kinh chi phối sự tiết của tuyến nước bọt lại chi nhánh đến chi phối cả sự tiết nước mắt của tuyến lệ. Vì vậy, những kích thích vị giác ngay trước khi ăn và trong khi ăn sẽ làm nước bọt và nước mắt tiết ra cùng một lúc. Người bị hội chứng này do vậy sẽ khóc mỗi khi ăn. Mắt bị khô, khổ thật. Hoạt động của tuyến lệ giảm dần theo tuổi. Mắt của người già trở nên khô hơn, nhạy cảm hơn với các kích thích và dễ bị viêm nhiễm hơn. Bạn nên lưu ý điều này khi chăm sóc các cụ. Khô tuyến lệ bẩm sinh là một bệnh di truyền. Khi sinh ra, trẻ đã không có nước mắt, khiến mắt bị khô, dễ dẫn đến nhiễm trùng và viêm loét giác mạc, gây mù lòa. Đừng nhầm lẫn bệnh này với chứng khô mắt do thiếu vitamin A, vì thiếu vitamin A gây tổn thương giác mạc, nhưng vẫn còn nước mắt. Trước đây, để chữa những trường hợp mắt khô do thiếu nước mắt, người ta thực hiện một phẫu thuật chỉnh hình, đưa ống tuyến nước bọt mang tai lên mắt, dùng nước bọt làm ẩm trong mắt thay cho nước mắt. Cũng như hội chứng nước mắt cá sấu nêu trên, người bệnh cũng có thể khóc khi ăn, nhưng thay vì trào lệ thì lại nhỏ dãi ở mắt. Các loại nước mắt nhân tạo dùng nhỏ mắt, rửa mắt giúp rất nhiều cho những đôi mắt bị khô, nhưng vẫn không sao tốt bằng nước mắt tự nhiên. Nước mắt cũng dễ khô trong bệnh bú cổ lồi mắt, hay còn gọi là bệnh Bayes down hay bướu độc tuyến giác. Trong mắt người bệnh bị đẩy lồi ra phía trước, hai mí mắt khép lại, không kín cả trong lúc ngủ, khiến trong mắt bị khô đi nhanh chóng. Nếu nhẹ chỉ cần nhỏ dung dịch Medicellulose đều đặn để giữ trong mắt được ẩm ướt. Nếu lồi mắt nặng có khi phải khâu kín mí trên và mí dưới, gọi là khâu cò. Tùy mức độ có thể khâu kín hẳn hoặc khâu một phần để nước mắt đỡ bị bốc hơi và ngăn ngừa khô tròng mắt. Chỉ khi điều trị làm giảm bớt lồi mắt, việc này không dễ, thì mới tháo mối khâu để người bệnh nhìn lại bình thường. Mới hay, không có nước mắt là hệ trọng như thế nào, và chữ khô liền với chữ khổ một vần là vậy đấy. Giọt nước mắt tình người. Giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt là một trong những hình ảnh sinh động nhất và chân thật nhất trong việc thể hiện tính người ở tất cả chúng ta. Dẫu đôi lúc cũng có những giọt nước mắt cá sấu ở một ai đó, nhưng hẳn bạn đọc sẽ đồng ý rằng bạn có thể giả bộ cười không mấy khó, nhưng vừa khóc cho ra nước mắt thì quả là không dễ chút nào. Ngay cả những giọt nước mắt trên sàn diễn hay trên màn bạc cũng phải do khổ công luyện tập và thành tâm nhập vào vai diễn mới có thể đạt được. Có thể gọi nước mắt tiết ra để trán ướt, sát khuẩn và làm sạch tròng mắt là nước mắt sinh học, còn nước mắt chảy ròng ròng khi khóc là nước mắt cảm xúc. Nước mắt sinh học thì ai cũng như ai, nhưng nước mắt cảm xúc thì thiên hình vạn trạng, mỗi người một vẻ, không thể nhìn nước mắt để đoán hết tâm trạng người khác được. Nước mắt có khi là giải pháp. Cảm xúc con người cũng là những đáp ứng chủ quan khi đứng trước những biến cố, sự kiện xảy ra bên trong cơ thể hay môi trường bên ngoài. Cùng một sự cố gây đau buồn, có người lăn ra khóc bù lưu bù loa, có người lại kìm được tiếng nức, nuốt nước mắt vào trong, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cách nói này. Những khám phá gần đây nhất cho thấy trong nước mắt có chứa enkephalin, những loại thuốc phiện do cơ thể tự điều chế. Phải chăng nhờ vậy mà nước mắt có thể xoa dịu được những nỗi đau thể xác và tinh thần? Khóc nhiều có hại gì cho sức khỏe không? Hiện tượng khóc nhiều đến độ mù lòa chỉ thấy trong chuyện ngày xưa, chứ y học không thấy nói đến. Tầm quan trọng của sự tiết nước mắt do cảm xúc vẫn chưa được hiểu rõ. Người ta thấy khóc có thể giảm bớt những áp lực do stress xảy ra trong đời sống, nhưng câu trả lời chính xác của giới khoa học vẫn còn ở phía trước.
Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.